Honda Amaze thế hệ thứ hai vừa nhận được bản nâng cấp đầu tiên tại Ấn Độ sau hơn 3 năm ra mắt quốc gia này. Amaze là một mẫu sedan hạng A cùng phân khúc với Hyundai Grand i10 sedan và Toyota Vios. Ở phiên bản nâng cấp, diện mạo của Honda Amaze 2021 mới có một số thay đổi như lưới tản nhiệt mới với thanh trên mảnh hơn và hai thanh dưới dày hơn, tất cả đều được mạ chrome. Ngoài ra, ốp đèn sương mù cũng được tinh chỉnh một chút và trang trí thêm bằng chrome. Ở phía sau, Honda Amaze 2021 giá rẻ được trang bị đèn hậu LED hình chữ C mới. Đuôi xe cũng có một số chi tiết chrome để giúp chiếc xe đen trông hiện đại và trẻ trung hơn. Honda Amaze 2021 cưỡi trên bộ mâm đa chấu thể thao. Bên trong nội thất, không có quá nhiều khác biệt xảy ra ở cabin của Honda Amaze thế hệ mới so với bản cũ, ngoại trừ việc bổ sung các yếu tố trang trí màu bạc trên bảng điều khiển và vô lăng, hay lớp mạng chrome mới cho nút điều khiển thông gió điều hòa. Amaze Facelift còn được trang bị bộ lọc bụi và phấn hoa mới. Tại Ấn Độ, Honda Amaze 2021 có tổng cộng 3 biến thể, E, S và VX. Trong đó, bản E đạt tiêu chuẩn với đèn pha halogen, đèn hậu dạng băng tạo phân bố ánh sáng đều, giảm độ chói của đèn phát ra, điều hòa chỉnh tay, màn hình hiển thị đa thông tin, mâm thép 14 in, ghế bọc vải, hai túi khí, cảm biến đỗ xe phía sau và ABS. Đặc biệt, Honda Amaze VX mới còn có hệ thống thông tin giải trí đích iPad với màn hình cảm ứng 7 inch trợ Android Auto và Apple CarPlay, điều hòa tự động, nút bấm khởi động máy, chìa khóa thông minh Honda Smart Key, cửa sổ sau và camera quan sát phía sau. Bản E sẽ có đèn hậu LED, đèn định vị ngày LED phía trước, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, hai đầu đọc CD single din kết nối Bluetooth, bốn loa, điều khiển hệ thống đa phương tiện tích hợp trên vô lăng, tính năng mở cửa không cần chìa, ghế lái có thể chỉnh độ cao. Cuối cùng, VX hàng đầu tiếp tục được bổ sung đèn pha LED Projector tự động lần đầu tiên có trên Hermes. đèn sương mù LED phía trước, mâm hợp kim 15 in, màn hình hiển thị đa thông tin lớn hơn cung cấp nhiều thông tin hơn. Chưa hết, phiên bản cao cấp nhất cũng được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình nhưng chỉ dành riêng cho bản số sàn và VX cũng là bản duy nhất đi kèm lẫy chuyển số nhưng chỉ có trên bản máy xăng và hộp số CVT. Honda Amaze 2021 có hai tùy chọn động cơ là máy xăng dung tích 1.2 lít, 4 xi lanh, cho công suất 89 mã lực trên mô men xoắn 110 Nm tương tự bản cũ và động cơ dầu diesel dung tích 1.5 lít, 4 xi lanh cho 98 mã lực trên 200 Nm. Cả hai đều kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Nếu dùng hộp số CVT thì bản dầu diesel sẽ cho ra 79 mã lực. Khách hàng tại Ấn Độ sẽ có 5 màu sắc để lựa chọn khi mua Amaze 2021 gồm xám, đỏ, trắng, bạc và nâu. Giá xe Honda Amaze 2021 tại Ấn Độ giao động từ 197 triệu đến 323 triệu. Xe cộ, xe cộ chấm x.